Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục trò chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vốn là nhân vật chính của những công trình kiến trúc cổ kính, nay lại góp phần không thể thiếu trong những ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại và sang trọng. Hơn tất cả các loại vật liệu, gỗ được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất trong xây dựng cũng như trong thiết kế nội thất. Vậy điều gì đã mang lại sức hút lớn như vậy đối với gỗ với người tiêu dùng? Những cách sao để sử dụng gỗ và kết hợp chất liệu gỗ ra sao để mang lại hiệu quả thẩm mỹ tốt nhất cho ngôi nhà của các bạn? Chúng ta hãy cùng trao đổi và trò chuyện với vị khách mời của ngày hôm nay. Xin được giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay, kiến trúc sư Bùi Hoàng Bảo, giám đốc sáng tạo của công ty tư vấn và thiết kế xây dựng Mia. Xin chào anh. Xin chào Phương Mai. Như những gì Phương Mai được biết về anh cũng như những cộng sự của mình thì các anh lựa chọn thiết kế thường là lựa chọn những khu du lịch nghỉ dưỡng cũng như là resort đúng không ạ? Vậy điều gì đã mang lại cho anh cái lựa chọn như vậy? Như chúng ta đã biết là với cái cuộc sống hối hả nhộn nhịp như bây giờ thì con người cần có những cái không gian mà thực sự là thư giãn để mà có thể trở lại với lại cái nguồn hoạt động nhộn nhịp của cuộc sống hiện nay. Chính những cái khu nghỉ dưỡng, những cái khu resort sẽ làm cho con người chúng ta được thư giãn, được tự tại và tìm lại những cái bản ngã của riêng mình. Cho nên chính vì những cái mà hấp dẫn của những cái khu du lịch nghỉ dưỡng, cho nên là công ty chúng tôi đã định hướng là tập trung để mà sáng tạo ra những cái không gian nghỉ dưỡng để có thể mang lại các cái cảm xúc đa dạng cho mọi người. Trong những công trình của mình, những công trình resort, khu nghỉ dưỡng như vậy thì anh có thường sử dụng chất liệu gỗ hay không? Nói về chất liệu gỗ, đó là một cái chất liệu tự nhiên. Từ nó đã gắn liền với lịch sử phát triển của con người. Khi mà con người thoát ra khỏi những cái hang động thì lúc đó đã sử dụng cái vật liệu gỗ để làm cho các cái không gian ở của mình. Và trải qua quá trình phát triển của lịch sử thì gỗ luôn luôn là một xu hướng tạo nên những cái không gian, những cái thiết kế đặc biệt. Trong quá trình phát triển hiện đại thì đã xuất hiện thêm nhiều các cái vật liệu khác cho các cái vật liệu mới, ví dụ như là kim loại, là sắt, thép, đồng inox, hợp kim, các cái nhựa tổng hợp. Và trong cái tiếng nói chung, khi mà phối hợp với các cái vật liệu khác nhau, gỗ luôn luôn có những cái tiếng nói riêng, những cái cảm xúc riêng mà không thể một cái vật liệu nào có thể thay thế được gỗ. Gỗ đóng một vai trò rất là quan trọng trong cả những công trình kiến trúc hiện nay người ta đang thiết kế. Họ sử dụng rất là nhiều gỗ, thì liệu đó có phải là một xu hướng cho phong cách thiết kế hiện nay hay không? Nói về vật liệu gỗ thì như chúng ta đã biết là đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Trong cái thời kỳ đầu tiên của lịch sử thiết kế là thời kỳ phục hưng và nhất là ở Pháp, thì gỗ đã phát triển rất là thịnh vượng. Và cho dù một cái trường phái nào Art Nouveau, Art Deco hay là Barocco, và sau này là chủ nghĩa công năng, chủ nghĩa hiện đại hay chủ nghĩa tinh giản, thì gỗ luôn luôn có một vị trí đặc biệt trong các cái xu hướng thiết kế. Gỗ dường như là một cái vật liệu tự nhiên mà có thể, hay nói một cách nôm na, tức là nó thở với chúng ta. Nó khác các cái vật liệu khác. Ví dụ chúng ta rờ vào gỗ, chúng ta cảm nhận được cái hơi ấm của gỗ. Có những trường hợp, ví dụ chúng ta gọi là gỗ toát mồ hôi đó. Gỗ toát mồ hôi. Tức là gì? Một cái vật liệu mà nó thực sự nó hữu cơ với con người. Con người dường như là nhìn vô các cái thớ gỗ, thấy được cái dấu ấn thời gian, thấy được những cái chiều sâu của không gian. Cho nên là gỗ luôn luôn là một xu hướng. Và hoàn toàn không thể thay thế đúng không ạ? Không thể thay thế dù được. Dù cho sau này người ta có sử dụng kính này hay là chất liệu dẻo hay là bất kỳ những chất liệu nào khác thì gỗ vẫn luôn luôn tồn tại trong mọi công trình của chúng ta. Vậy thì Phương Mai hỏi thêm về xu hướng sử dụng gỗ hiện nay có đi theo một cái chiều nào không? Vì những cái tính chất đặc biệt không thể thay thế của gỗ, cho nên gỗ có thể đáp ứng được cho những đối tượng muốn hoài cổ. Và không những thế là gỗ còn đáp ứng được cho cái giới trẻ hiện nay. Giới trẻ hiện nay theo cái xu hướng hiện đại, theo xu hướng đơn giản, theo tinh giản, để làm sao những cái không gian sống nó là những cái không gian mà cảm giác của con người khi trở về cái không gian đó cảm thấy rằng rất là nhẹ nhàng. Thì những cái đường nét đơn giản tạo cho con người cảm giác nó thoải mái. Thì dù cho một cái xu hướng nào hay một cái cảm xúc đa dạng nào của con người thì chất liệu gỗ, vật liệu gỗ đều có thể đáp ứng được. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự phối hợp giữa nhà thiết kế, kiến trúc sư và chủ nhà khi mà bàn luận để đưa ra một cái hướng. Ví dụ như đi theo hướng nào, hướng cổ điển hay hướng hiện đại.
một trường phái mà theo đường cong hay đường thẳng hay là các cái xu hướng về màu sắc vân vân và vân vân. Bên cạnh đó, chất liệu gỗ có mang lại cho chúng ta có những cái ưu điểm gì khác không? Nói về gỗ thì bây giờ chúng ta có cái là gỗ nhân tạo. Thì đầu tiên thì nói về gỗ tự nhiên đi. Gỗ tự nhiên thì có rất nhiều các cái ưu việt. Thứ nhất là bền. Có những cái loại gỗ quý hiếm, ví dụ như là pơ mu, đinh hương, giáng hương hay gụ trắc, thì cái giá trị bền của gỗ có thể còn tăng theo thời gian. Tức là càng lâu, càng sử dụng lâu thì lại càng bền, càng lên nước. Ưu điểm thứ hai nữa là về vẻ đẹp. Vẻ đẹp thì chúng ta biết rằng là gỗ nó có vân gỗ, và mỗi loại gỗ thì đều có những cái loại vân khác nhau. Không bao giờ trùng cái vân của hai loại gỗ khác nhau, giống như là vân tay chúng ta vậy đó. Những người mà am hiểu về gỗ có thể nhìn vân gỗ để xác định được cái loại gỗ. Và chính những cái vân gỗ, những cái vẻ đẹp tự nhiên đó thì nó đã tạo cho con người nhiều cái cảm nhận về không gian, về cái đẹp. Ưu điểm tiếp theo nữa là gỗ có thể là tạo ra được nhiều cái hình dáng, nhiều cái hình khối, có thể là chạm khắc những cái hoa văn, những cái điêu khắc tinh vi. Hiện nay chúng ta lại có cái gỗ nhân tạo đó, ván ghép gỗ MDF, MFC thì hầu như là hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái thiết kế đa dạng. Ngoài giá trị về thẩm mỹ này, ngoài giá trị về cảm xúc, gỗ còn có giá trị về tính chất vật lý đúng không ạ? Vì sẽ rất là dễ để tạo hình, dễ để chạm khắc. Vậy liệu gỗ có những nhược điểm gì hay không? Ví dụ như gỗ tự nhiên thì hay bị cong vênh. Khi mà chúng ta sử dụng gỗ, chúng ta đã nói là gỗ là một cái vật liệu mà thở được với chúng ta. Cho nên khi mà môi trường thay đổi thì bản thân gỗ cũng thay đổi. Chính cái thay đổi nó tạo ra các cái độ cong vênh. Thì để khắc phục được cái nhược điểm này đòi hỏi người thợ là phải có trình độ cao, phải làm việc trong một cái môi trường về sản xuất đồ gỗ và đồ trang trí phải chuyên nghiệp, để chúng ta kiểm soát được tất cả các cái mối ghép, các cái kỹ thuật về tẩm sấy, để làm sao để hạn chế nhất cái chuyện cong vênh. Nhược điểm thứ hai của gỗ tự nhiên đó là giá thành. Giá thành. Ừ. Vì khan hiếm thì giá thành thì sẽ càng ngày càng cao lên. Cái chuyện giá thành thì chúng ta có thể khắc phục được bằng gỗ nhân tạo. Nhưng mà gỗ nhân tạo nó cũng có một vài các cái hạn chế. Ví dụ như là gỗ nhân tạo thì không có bền với nước như là gỗ tự nhiên. Gỗ nhân tạo khi sử dụng thì chúng ta phải giữ cho cái bề mặt luôn luôn là khô ráo, tránh để những cái nơi mà nhiệt độ thay đổi quá cao. Nếu như có lau chùi thì cũng phải lau chùi bằng những cái hóa chất chuyên nghiệp. Rồi trong quá trình sử dụng thì cũng không nên để những cái vật cứng làm xước bề mặt của gỗ nhân tạo. Thực tế là không có nhiều người có đủ khả năng để chi trả cho việc mua sắm chất liệu gỗ tự nhiên. Vì sao người ta lựa chọn sử dụng ván ghép nhân tạo? Gỗ nhân tạo có rất nhiều các cái ưu điểm. Một trong những cái ưu điểm mà tôi cho rằng là nó mang tính chất rất là vượt trội về mặt kỹ thuật là thi công nhanh. Rồi gỗ nhân tạo là sử dụng cái phôi đa dạng cho nên là giá thành rẻ. Gỗ nhân tạo đã đáp ứng được các cái phong cách thiết kế hiện đại, phong cách thiết kế trẻ trung, đơn giản, tinh giản mà giới trẻ hiện nay rất là bị cuốn hút, ưa chuộng theo cái phong cách đơn giản đó. Vì gỗ tự nhiên thì không thể nào làm những cái bề mặt phẳng quá lớn, đáp ứng cho những cái thiết kế đơn giản như là kiến trúc hiện đại. Vậy trong cách sử dụng gỗ thì có những cái nguyên lý chính gì không ạ? Đầu tiên là chúng ta nói về cái phạm vi áp dụng. Thì những cái loại mà gỗ mềm á, chúng ta có thể sử dụng cho các đồ gia dụng. Còn những loại gỗ cứng thì chúng ta có thể lát sàn, làm cầu thang ở những cái chỗ mà cần có cái sự va đập, những cái lực mạnh. Khi mà phối hợp với tất cả những cái vật liệu khác thì chúng ta nên quan tâm tới những cái cảm xúc mà các cái vật liệu khác nhau đưa lại, về cảm xúc về thô ráp, trơn nhẵn, cảm xúc về nóng lạnh, về đặc rỗng, để chúng ta phối hợp các cái vật liệu lại với nhau trong một cái không gian, trong một cái vật dụng nội thất. Vâng, quả thực là nguyên lý sử dụng đồ gỗ rất là quan trọng khi mà ta cần phải hiểu biết về tính chất loại gỗ này, rồi cũng như cái cảm giác mà ta bề mặt tay chạm vào gỗ đúng không ạ? Vậy anh có thể chia sẻ rõ hơn về các phong cách thiết kế đồ gỗ hiện nay được không? Khi nói về phong cách thì bên thiết kế kiến trúc có bao nhiêu phong cách?
thì thiết kế đồ gỗ và nội thất gỗ cũng có bấy nhiêu phong cách. Quan trọng là khi mà người thiết kế đó phải bàn luận với lại chủ nhà theo cái xu hướng phong cách nào mà sẽ thiết kế cho cái không gian sống này, không gian ở này. Nếu như mà chúng ta phân loại về mặt thời gian á, thì chúng ta có phong cách cổ điển và hiện đại. Nếu chúng ta mà phân loại về mặt địa lý thì chúng ta có phương Tây. Phương Tây chủ yếu là châu Âu và nhất là Pháp ở cái thời kỳ phục hưng thì đã rất là thịnh vượng ở các cái đồ gia dụng về gỗ. Còn về phương Đông thì chúng ta có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật. Tùy theo cái cảm xúc của khách hàng, người thiết kế sẽ dựa vào đó tư vấn và tạo ra một cái không gian như là chủ nhà người ta mong đợi. Nhân nói về khả năng biến hóa của gỗ thì cái kiểu dáng thiết kế đồ gỗ hiện nay thì có gì đặc biệt không anh? Về kiểu dáng thiết kế đồ gỗ hiện nay thì chúng ta đã thấy là tập trung là giới trẻ thì muốn các cái kiểu dáng thiết kế hiện đại, đơn giản, đường nét đơn giản, chủ nghĩa tinh giản. Nhưng mà ngoài ra một số đối tượng mà muốn hoài cổ, muốn cổ điển thì chúng ta vẫn thấy có những cái sản phẩm đồ gỗ mà làm theo các cái phong cách cổ điển châu Âu hoặc là phong cách cổ điển phương Đông. Chúng ta là có cái phong cách về Huế chẳng hạn, cũng là một dạng mà đồ nội thất gỗ theo phong cách cổ điển phương Đông, phong cách Việt Nam. Vậy là dường như phong cách đơn giản và tối giản thì đang ngày một ưa chuộng hơn đúng không ạ? Chúng ta đã biết rằng là hiện nay các cái vật liệu về trang trí nội thất, thậm chí các cái vật liệu về thiết kế kiến trúc, làm công trình thì rất là đa dạng. Và để tạo ra những cái không gian mới, những cái cảm xúc mới thì nên chăng chúng ta cần có một cái sự phối hợp giữa các cái vật liệu khác nhau. Thì khi mà phối hợp giữa các cái vật liệu khác nhau thì đầu tiên chúng ta phải đề cao cái tính thẩm mỹ, cái tính cảm xúc khi mà các cái vật liệu đó đem lại về sự tương quan, hỗ trợ giữa các cái vật liệu đó khi mà đứng cạnh nhau. Ngoài ra là chúng ta phối hợp thêm về mặt kỹ thuật. Ví dụ như là những cái bề mặt nào, những cái đường nét nào thì chúng ta khai thác những cái tính ưu việt của các cái vật liệu đó. Dù cho phong cách nào đi chăng nữa hay là một sự phối hợp nào đi chăng nữa thì cũng cần có một sự thống nhất về phong cách nội thất với lại phong cách của cái ngôi nhà, tức là phong cách kiến trúc. Phong cách nội thất và phong cách kiến trúc nó phải đồng điệu. Vậy là tuy gỗ có rất là nhiều công năng này rồi khả năng biến hóa rất là lớn, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể tùy tiện sử dụng gỗ mà quên đi mất rằng mình cần phải phối hợp sao cho nó ăn ý và hòa hợp với những góc khác, mảng khác, rồi những nội thất khác trong gia đình, đúng không? Trong nhà đúng không ạ? Đúng. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã nghe anh Bảo chia sẻ về những cách sử dụng gỗ. Vậy những cách bảo quản gỗ thì sao? Về bảo quản gỗ thì hiện nay khoa học kỹ thuật rất là phát triển, cho nên là dường như là khi mà ra các cái phôi gỗ thì người ta đã tẩm sấy rồi cũng như là gia công ép các cái yếu tố để mà có thể bền với thời gian. Nhưng bên cạnh đó thì trong quá trình sử dụng chúng ta cũng phải có những cái biện pháp, những cái điều kiện để mà làm cho gỗ luôn luôn bền, luôn luôn đẹp. Gỗ nhân tạo chúng ta tránh để cái bề mặt nó thấm nước lâu, ví dụ như ướt là chúng ta phải lau ngay. Rồi không nên kê các cái vật nặng hoặc là kéo lê các cái vật nặng mà có thể là làm cho cái bề mặt gỗ bị trầy, bị xước. Tại vì khi bị trầy, bị xước thì sẽ bị xuống màu, sẽ bị thấm nước, thấm hơi ẩm và sẽ mau hư. Hàng tuần thì chúng ta nên có cái biện pháp lau chùi bằng các cái hóa chất về công nghiệp để bề mặt gỗ luôn luôn sáng, luôn luôn đẹp. Còn chất liệu gỗ tự nhiên thì sao? Những cái vật dụng gỗ chúng ta không nên để ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp. Rồi chúng ta không nên để ở những cái nơi mà nhiệt độ thay đổi, ví dụ gần bếp chẳng hạn. Đó, phải để những cái nơi thoáng mát. Rồi giống như tôi nói là hàng tháng chẳng hạn, chúng ta phải lau chùi bằng những cái hóa chất. Vậy trong trường hợp mà khi mà gỗ bị biến dạng, gỗ bị biến đổi theo thời gian như vậy thì có cách nào khắc phục được không ạ? Một cái món đồ gỗ tự nhiên á, nó rất bền theo thời gian. Một cái xu hướng mà giới trẻ bây giờ thích gỗ công nghiệp là vì sao? Nó không bền như gỗ tự nhiên, nhưng mà nó có những cái mặt ưu việt, ví dụ như là giá thành rẻ, dễ thi công và luôn luôn mới, tức là 2-3 năm chúng ta lại thay đổi một cái phong cách sống khác, một cái không gian sống khác.